Này Dũng ơi, làm review ở Hà Nội Computer có gì hay không? Thanh sẽ được làm việc tại một trong những môi trường review chuyên nghiệp nhất, được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất tới từ những hãng lớn. Hàng ngày hay đấy. Được gặp những streamer nổi tiếng như là Hoàng Virus, Độ MC Gaming rồi. Ngoài ra sẽ còn được tham gia cả những sự kiện lớn ở trong nước. Thôi không phải giới thiệu nữa, chỉ cho tôi chỗ đăng ký ấy. Hà Nội Computer đang tuyển dụng vị trí reviewer, MC cho channel YouTube, cả hình thức là full time và part time. Hãy đăng ký ngay ở link dưới phần mô tả này các bạn nhé.